Chào các em, sau đây thì cô sẽ cùng các em chữa bài tập C5, trang 32 sách giáo khoa vật lý lớp 6, nội dung như sau. Dựa vào bảng 9.1, hãy tìm từ thích hợp để điền vào chỗ trống trong các câu sau. Câu A: khi độ biến dạng tăng gấp đôi thì lực đàn hồi chấm chấm. B: khi độ biến dạng tăng gấp 3 thì lực đàn hồi chấm chấm. Bây giờ thì chúng ta hãy quan sát lại cái bảng 9.1 mà các em đã điền. Bảng 9.1 này thì các em đã hoàn thiện sau bài tập C2 rồi. Và bây giờ chúng ta quan sát với cái số liệu tham khảo mà cô đã thực hiện. Đó là trong trường hợp mà lực tác dụng lên lò xo hay là trọng lực gấp 2 lần thì chúng ta thấy độ lớn của độ biến dạng lò xo ở đây cũng tăng gấp 2 lần. Cụ thể là khi mà treo một quả lặng thì tổng trọng lượng của các quả lặng là 0,5 newton. Còn khi treo hai quả lặng thì trọng lượng của các quả lặng là 1 newton. Như vậy, khi mà treo hai quả lặng thì trọng lượng đã tăng lên gấp 2 lần so với treo một quả lặng. Và khi đó chúng ta quan sát kỹ thì sẽ thấy rằng độ biến dạng khi treo hai quả lặng cũng gấp 2 lần độ biến dạng khi treo một quả lặng. Như vậy có nghĩa là khi độ biến dạng mà tăng gấp 2 lần thì độ lớn của lực đàn hồi lại bằng với độ lớn của trọng lượng của vật treo vào lò xo. Do đó, độ lớn của lực đàn hồi khi này cũng tăng 2 lần. Từ bảng số liệu thì chúng ta có thể nhận xét là khi treo hai quả lặng thì độ biến dạng tăng gấp 2 lần so với treo một quả. Đồng thời khi đó thì độ lớn của lực đàn hồi cũng tăng 2 lần vì độ lớn của nó tương đương với trọng lực hay là trọng lượng của quả lặng. Mà độ lớn lực đàn hồi thì lại bằng trọng lượng của các quả lặng. Tương tự với trường hợp treo 3 quả lặng, các em có thể thấy là trọng lượng của các quả lặng đã tăng gấp 3 lần so với khi treo 1 quả lặng. Và khi đó độ biến dạng của lò xo là 1,5 cm thì cũng gấp 3 lần độ biến dạng khi treo một quả lặng là 0,5 cm. Vậy thì khi treo 3 quả lặng thì độ biến dạng của lò xo tăng 3 lần so với treo một quả. Từ đây chúng ta suy ra là độ lớn lực đàn hồi cũng tăng 3 lần. Bởi vậy, thì bây giờ quay ngược trở lại bài tập C5. Chúng ta sẽ điền từ phù hợp vào các chỗ trống, cụ thể là khi độ biến dạng tăng gấp đôi hay là tăng gấp 2 lần thì lực đàn hồi đương nhiên khi này cũng tăng 2 lần. Vậy chỗ trống số 1 chúng ta sẽ điền từ là tăng 2 lần hay là tăng gấp đôi. Tương tự với câu B là khi độ biến dạng tăng gấp 3 thì lực đàn hồi cũng tăng gấp 3. Do đó trong câu B, chỗ trống số 2 chúng ta điền tăng gấp 3. Như vậy là chúng ta đã hoàn thành xong bài C5.